Hello, xin chào cả nhà. Đây nè, cái bò viên sốt nước chấm Thái ở Việt Nam á, mà Thi bán đó, là anh này mua cho Thi về Việt Nam. Đó, nè cái nước chấm này nè. Mà cái mâm của Thi là cái mâm bự, nhưng mà của anh là cái mâm nhỏ. Thấy em chế biến cái mâm của em bự không? Em làm cái nồi điện đó, xuất sắc luôn. Đỡ tốn chứ anh này nó nấu than phải không? Nấu than nó hơi hao. Ga hả? Ôi ga hao lắm. Nè, của mình làm đó là bữa đó mình gửi ảnh đó, là Thi gửi đây mua về đó. Thì anh bán ở nơi đây cũng mỗi ngày, mà bán cũng được lắm. Anh sống ở đây lâu rồi, sống mấy năm rồi anh? Dạ hai mấy năm rồi. Mà cái này cũng ngon. Cái này ngon nè. Cái này là của Thái hả, của gì? Của Thái mà. Lấy tiền đi. Không, bữa nay thì đang đứng ở tại Patunam. Đây là một cái nơi mà khách sạn nhiều, ngay trung tâm bán quần áo và bán đồ ăn thức uống rất là nhiều luôn. Đây nha mọi người. Và cái nơi này là người Campuchia. Đây xe dịch vụ về Campuchia, về Poi Pet. Đây nha, giá xe ngay đi mà anh bỏ mà support. Bữa nay 250 bạc một vé đi về Campuchia. Còn ví dụ mọi người muốn về Việt Nam á, thì mọi người phải đi máy bay đó, hoặc là về đường Campuchia, về được Việt Nam. Và nơi này là một cái khu trung tâm á, là tất cả là anh chị em mua sắm nè, giày dép nè, giày dép, túi áo, và có thể gửi về đường Campuchia, hoặc là gửi về cái này, gửi về Việt Nam. Đây là cái nơi này là gửi về Việt Nam nè. Đó, gửi về Việt Nam, gửi về Cam, gửi về tất cả các nơi, các nước là tập trung đều nơi đây hết. Và cái nơi này là cái nơi bán đồ ăn nha cả nhà. Quá cho nhiều đồ ăn luôn. Không bao giờ làm tất cả anh chị em thất vọng nơi đây. Và đặc biệt nữa, tất cả anh chị em có thể là tìm một cái nơi mà khách sạn ngủ mà dễ, nhưng mà nó không có đẹp cho lắm, thì đây, Didi House. Didi House này là lâu đời rồi, nhưng có thể là tất cả anh chị em không biết đường á, đến ở đây để mua những tất cả các mặt hàng ở nơi đây. Quần áo, giày dép thì ở nơi đây nhiều, để sau tất cả anh chị em có thể mua về để kinh doanh, mua bán. Mấy em có thấy quần áo nhiều thấy vui không ạ? Thấy quần áo nhiều thấy ham không? Ham hả? Ham rồi mình chuẩn bị đi về mua quần áo về bán. Thì tất cả anh chị em dễ lắm. Món ăn của Thái đều có tất cả các menu và có hình. Ở đây giống chị em mình quá vậy ta? Việt Nam luôn hả? Hello. Không, không phải Việt Nam, Philippines. English, you can speak English. Okay, how old are you? 20. Do you like in Thailand? You like Thailand? I like Philippines also. But I'm like only boy. Dễ thương quá ha mọi người. Do you like your food Thailand? And in Philippines, food like in Thailand? Same. Little bit. Đẹp quá ha. Ok, thank you. Thank you. Dạ, yeah, oh, con. Ở đây á, món ăn của Thái Lan nó không giống như Việt Nam mình nha. Ví dụ mọi người không có tiền á, mọi người có thể là mua tất cả các món ăn khô như vậy. Từng món, từng món, từng món, có rau tất cả các thứ. Và xong mọi người sẽ mua cơm như vậy, để khi mọi người ngồi, mọi người ăn sẽ không có tốn tiền nhà hàng, để ăn nhà hàng rất là mắc nha. Hoặc là mọi người ăn cơm nếp, đây là bịch cơm nếp nha. Ở đây là bịch cơm thường, cơm mình, cơm nào cũng được. Hoặc là mọi người ăn bún, bún nha, rất là ngon luôn. Và tất cả các món này nè, mọi người có thể ăn cái này. Mọi người mua đồ chua, khô, cá, tất cả các loại. Và có rau nè, mọi người nhìn rau nè. Ok. À, đây có bán trái cây nữa, ăn trái cây không em? Muốn ủng hộ bà đi, thế này 20 bạc. Ok, đây là 50 bạc, là 35.000 tiền Việt. Đây, mua ủng hộ bà đi, để ngồi mất công quảng cáo mà bà không mua cái bà tội nghiệp, bà chửi mình lén. Khai đi mấy mè. À, bà này là bà bán được, nhưng mà bán cái khu này có mình bà bán cơm này, là cái khu này bán cơm gói nhiều. Đó, tại vì ở đây người ta bán cơm ăn tại chỗ không à. Thì sẽ quay cho tất cả anh chị em xem tất cả. Khó khôn đó. Đây là gỏi đu đủ của Thi nè. Đây. Thì tất cả các nơi này dễ lắm, mọi người mua đồ ăn đồ uống nè. Ví dụ mọi người qua Thái mọi người không biết đồ ăn á, mọi người có thể mua nước uống nè. Thì ở đây dễ lắm, bán đồ ăn. Ví dụ nước này thì người ta sẽ để chung. Đó. Và nước chanh dây thì người ta để chung nè, thấy không? Mọi người có thể lựa mua dễ. Nói chung ra qua Thái thì mọi người không có thất vọng. Ở đây có bán vé số nữa nha. Vé số kiến thiết Thái Lan chúng độc đắc. À lakha thoray for 220 bạc. 22 bạc. One, two for 220. À, hai tấm là 220 bạc, gì cũng mắc chứ bộ. Ồ, phèn đó, phèn. Quay cho tất cả anh chị em xem, tất cả các người dân bên Thái mua bán thì nơi đây là bán quần áo. Đây tập trung bán quần áo nha. Quay hết cho tất cả anh chị em, ở nơi đây là nơi mua bán ăn uống dễ tìm lắm. Và đồ ăn Thái nó sẽ không khác với đồ ăn Việt mình. Không có bao nhiêu, đây là hủ tiếu Thái nè. Còn đây là quần áo buổi sáng á, thì người ta bán sẽ ba cử, chia ra ba cử. Sáng, trưa, tối nha. Và ở đây là khách sạn. Thì cái nơi này á, mọi người đi ra là một cái siêu thị. Ở Patunam này đi ra là siêu thị nhiều lắm. Quan trọng là mọi người như nè, mọi người biết nói tiếng chút chút. Ví dụ nói tiếng Anh hay nói tiếng Thái, hoặc là nói tiếng Việt thì người ta không có hiểu.
hoặc là mọi người không biết tiếng nào luôn, hơi khó tí xíu. Nhưng mà Thi nghĩ là mọi người xem clip này mọi người sẽ hiểu nha. Ví dụ mọi người mua đồ nhiều quá đây nè, mọi người mua mấy cái túi này nè, đem về Việt Nam, mấy cái túi đó đó. Ở nơi đây là bán quần áo nhiều nhất và bỏ xỉ và bỏ lẻ cho tất cả các nơi các nước, để có một cái dịch vụ mà để dành cho người dân mua bán mua sinh các nơi các nước để tập trung ra đây mua hàng. Thái Lan á là cái nơi mua bán không giống như Việt Nam của mình như vậy. Ví dụ bán xỉ á thì từ ba cái như vậy thì giá ok luôn nha. Ba cái đây là quần áo nè, mấy cái áo này là bán từ ba cái nè, đẹp nè đó, để mặc ba cái trở lên, hoặc là mấy cái đầm nè. Đây bữa tôi mua ở đây nè. Ở nơi đây á thì không phải riêng cho Việt Nam mình mua nha, Việt Nam mua cũng nhiều, và Thái Lan mua cũng nhiều, và Campuchia mua cũng nhiều, Indo mua cũng nhiều, Bali mua cũng nhiều, Ấn Độ mua cũng nhiều. Ở nơi đây tập trung các nơi các nước nhập hàng về đây bán luôn. Đặc biệt nữa, tất cả anh chị em có thể đi qua Thái á, cả nhà có thể là đem tiền đô qua đây, thì mọi người có thể là ở đây nơi đây là ở Thái Lan đổi tất cả các loại tiền. Nhưng mà mọi người đem tiền Việt qua thì hơi khó nha, tại khi mọi người bước ra sân bay thì không có chỗ mà để lấy tiền Thái đi taxi, tại vì ở bên đây khó tìm lắm, xung quanh sân bay Thái thì không có, mọi người phải đổi tiền trước nha. Đó, còn khi mà vô chợ thì nhiều nơi đổi tiền lắm, để cho tất cả anh chị em biết là phân biệt là tiền Thái là tiền đô hay là tiền khác nữa, các nước, chứ không phải là người ta lấy tiền Việt ta xài đó nha mọi người. Qua đây là xài tiền Thái, nói tiền Thái thì ở đây cũng có người dân này, người ta bán số giống mình nè, y chang. Nhiều người hỏi thì qua đây thì tốn bao nhiêu tiền thì khó diễn tả được lắm. Ví dụ mọi người mua vé máy bay, mọi người đi qua đây, mọi người ăn chơi, tìm khách sạn, ngủ nghỉ ngơi, rồi mọi người trải nghiệm nha. Rồi cho nên thì nó không có hết được, thì không có mượn tượng được. Mọi người thấy được quần áo không? Bán liên tục luôn. Cái chợ này là Thi chỉ cho nha, Pattunam. Còn nếu ví dụ mọi người nói đúng luôn, đó là Pattunam Nakha. Đó, là chợ Pattunam nha mọi người. Bây giờ bữa nay á, là Thi đi sắm mua quần áo. Ở trong đây có một người Việt Nam bán bò viên xó nước chấm Thái, ngon lắm, nhưng mà Thi sẽ đi qua, Thi sẽ gặp ảnh nha. Mọi người nhìn là đồ chua nè. Nè, gian hàng đồ chua. Thấy thèm không? Đó, thấy thèm ghê chưa? Nói chung là đồ ăn bên Thái á ngon dữ lắm, nhiều món ăn lắm. Đi quay như vậy để cho mọi người biết là một cái vị trí đi chơi. Chứ ít có ai mà quay clip giống như Thi mà quay cho mọi người xem hết từ đầu tới cuối gì đó. Tại vì biết sao không? Tại vì Thi nghĩ là thôi kệ, ai muốn làm gì làm, thì chỉ yếu qua quay cho những ai mà không biết để cho người ta đi, còn những ai biết rồi thì thôi. Đó. Ai có tiền thì ăn nhà hàng, ai không tiền thì ăn rong. Đây ăn rong, ăn ngoài đường, ăn đường phố nhưng mà nó ngon hơn ăn nhà hàng nha mọi người. Đây nè, nước cam nè, cô này giống Việt Nam quá à. Không biết phải Việt Nam không nữa gì, Việt Nam, Thailand, Việt Nam, tháng nào là bà nói là ở phía trước là Việt Nam, là phía sau là bà là Thái. Sau đây thì sẽ gặp một người Việt Nam ở trong đây bán xúc xích chiên. Thì xúc xích chiên này nó không phải, nó cũng giống Việt Nam mà người ta chiên ra, mà xúc xích bên đây béo hơn Việt Nam mình, giống như nó có pha đậu phộng phải không. Nhưng mà nước chấm thì nước chấm của bên Thái, thì có làm nó thì mua về đó mọi người. Ở đây chị với cái anh ngoài kia là anh em nhau hả? Dượng mình phải không? Dượng của chị này á là Thi có nhờ mua nước sốt này về Việt Nam, cảm ơn nha. Rồi bây giờ Thi sẽ đi qua bên phía trước gặp ảnh. Là cái nước sốt mà Thi mua bò viên chấm nước sốt Thái đó, là Thi mua gửi ảnh mua đó. Thi mua là mấy chục chai mọi người, mấy chục triệu á, 20-30 triệu chuyển về á. Cái chuối nướng cốt dừa đó. Nhưng mà chuối nướng nó cốt dừa này á thì người ta sẽ nướng chuối á, người ta lấy hòm hòm dập ra đem đi phơi nắng, người ta đem lên nướng người ta bán một hộp 30 bạt. Rồi thì sau đây thì sẽ quay sơ cho tất cả anh chị em xem tất cả các món ăn đường phố Thái Lan nha. Bây giờ mình tiếp tục theo hành trình Thi tiếp theo. Đây là một cái gian hàng bán trái cây nha cả nhà, ổi, cóc, xoài nhỏ nhỏ nhưng mà dễ thương, để dành cho tất cả các người dân để mua bán sinh sống tại nơi đây. Hello, con Thái rồi, con Thái rồi, đi sư léo, sư léo, phi non non sư, Thái đi mấy phi, thì họ nó bán được không? Nó nói bán được, ok, thủng nướng thôi đây, 20 bạt, 20 bạt, họ muốn họ nướng cái nó đi, nè, này ngon nè, đây là ổi, cóc, xoài, tuy cái xe nhỏ nhỏ nhưng người ta kiếm sống được mỗi ngày để cho cuộc sống của người ta thay đổi hơn ở tại tất cả các nơi mua sắm. Khi mà người Thái Lan thì người ta bán các nơi các chỗ để sao? Để khách du lịch đi qua tới lui cái đói mua luôn. Đó, thì mỗi ngày mọi người thấy đơn giản như nha, nhưng bán rất là nhiều. Mình có 20 bạc, có 15 ngàn tiền Việt thôi. Đây, thì Thi sẽ mua ủng hộ. Và kế tiếp thì Thi nói chung là tại vì có một mình Thi là Thi làm nhiều món giống như Thái Lan thì không mừng tự được hết. Đó, tại vì Thi chỉ biết là quay cho tất cả anh chị em xem để cho tất cả anh chị em mờn tượng được một cái xứ sở mà gần mình, mà người ta có nhiều thứ vui và nhiều thứ thú vị và nhiều thứ để xem, nhiều thứ để bắt mắt,
để cho tất cả anh chị em có một cái hướng nhìn đó, nó sẽ hòa nhập hơn, hòa đồng hơn, vui vẻ hơn. Thôi bây giờ mọi người bước chân theo Thi nha, xem tất cả các món ăn theo đường phố tiếp tục nào. Rồi sau đây thì tiếp tục các gian hàng, đây là mực nướng. Nướng thôi đây mẹ. Anh nướng gì xếp? Gì xếp, ao nướng đây mấy. Rồi. À, mua một cây được nha, một cây 20 bạc là giá là 15 ngàn tiền Việt. Thì Thi sẽ quay tất cả các món ăn á, thì nó sẽ không mờn tượng được hết tại Thái Lan. Nó nhiều lắm mọi người nhìn là xung quanh này quá trời món ăn, cá chiên, chả chiên, gà chiên, quá trời nhiều luôn. Thì cho nên là những cái nơi mua sắm như vậy mà có nhiều đồ ăn như vậy á, là mọi người đi không bao giờ biết mệt. Đi cứ mệt, thèm đói cứ ăn và khát nước cứ uống nha. Tha hồ mà ăn, tha hồ mà uống, quậy chấn động tại chợ Bangkok, Thái Lan. Ok, nương mây. Rồi, một cây 20 bạc. Đây, thì Thi sẽ thưởng thức nha, nãy giờ mấy em ăn no quá trời. Thật ra là ăn quá trời nhiều rồi, cho nên là mình sẽ không có thời gian á để mình ăn nữa, cái bụng nó quá trời no rồi. Đây nè, mọi nhìn cái bụng Thi nè, có bầu 3 tháng. Rồi, anh này là Việt Nam hả? À, anh này là Việt Nam. Anh bán gà chiên hả? Phải không? Việt Nam. Hả, con Việt Nam hả? Việt Nam nè. À, thì nhiều các món các nơi, các món ăn của Thái Lan, đây là chế trộn nè mọi người. Chế trộn Thái Lan nha. Ở Việt Nam là chế trộn Việt Nam, ở đây chế trộn Thái Lan. Đây là món kem, ở đây là món xoài, xoài trộn. Ở đây là chè trái cây, quá cho nhiều luôn rồi món ăn. Bởi vì nhìn món nào cũng muốn ăn thử hết trơn. Vậy rồi sạch túi tiền rồi. Ăn tiền đâu nữa mà ăn. Ăn chấn động, sắp sàng tại chợ Bangkok. Ở đây là giống như là gà hấp nè mọi người. Ê, trứng gà luộc mà hấp nè. Rồi chấn động ha. Cái chai đẹp kìa. Bóng kính luôn hả? Ôi ngon quá vậy. Rồi bóng kính nhiều quá à. Còn ở đây là nước cam. Quá trời luôn, đồ ăn quá trời đồ ăn rồi. Sau đây thì tới gian hàng dừa nước. Mà thì dừa này người ta chặt ra người ta đem đi đốt, đem để lên cái lò người ta nướng á, cho nó thơm trái dừa. Nướng thôi đấy mèo. 33 đây mày. Không mẹ em giá bán một trái 40 bạc là 30 ngàn. Ok. Không muốn không? Áo sợn. Thì sẽ mua 2 trái. Hưởng hức các món đường phố Thái Lan. Nước dừa mọi người đừng bỏ quên nha. Bỏ. Ngon lắm nè. Ăn đi.